Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ngày hôm nay. Để tiếp nối những clip giới thiệu và khám phá về cây dược liệu mọc hoang, hôm nay mình xin gửi đến các bạn chi tiết cây rau mương và công dụng như một cây thuốc quý và cách dùng làm thuốc điều trị HP dạ dày. Cây rau mương hay còn được gọi là rau mương đất, một loài rau dại mọc hoang hóa ở những vùng đất ẩm như ven bờ ruộng, ven sông, ven suối. Tác dụng nổi bật nhất của loài cây này đang gây sốt trong cộng đồng thời gian qua đó là hiệu quả điều trị khuẩn HP dạ dày hay khuẩn H. pylori chỉ trong 10 ngày. Vậy loài cây đặc biệt này có những công dụng cụ thể gì và cách dùng thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn nhé. Cây rau mương có tên khoa học là Luisa octovavi, rác, thuộc họ dừa cạn. Là dạng cây thân thảo có thể cao tới 1,5m, lá hình mũi mác mọc so le, hoa màu vàng và thường có 4 cánh mọc đối đều nhau. Quả hình chùy giống quả rau đay. Mời các bạn xem hình ảnh phía dưới bài viết để thấy rõ hơn mô tả vì sao cây rau mương lại được nhiều bệnh nhân quan tâm. Từ lâu dân gian đã coi rau mương là một vị thuốc, tuy vậy hiệu quả chỉ giới hạn ở một số tác dụng nhất định. Kinh nghiệm dân gian cho rằng rau mương có công dụng điều trị mụn nhọt, lở ngứa, bệnh tiêu chảy và dùng để tẩy run. Rau mương chỉ được nhiều người săn tìm khi vào năm 2017 tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long có bệnh nhân bị nhiễm khuẩn HP dạ dày sau một thời gian dùng thuốc tây không có hiệu quả, được người thân mách uống rau mương thì khỏi bệnh. Cây rau mương mọc ở đâu? Là loài cây thân thảo, rau mương có rất nhiều ở các vùng đất ẩm, cây mọc ở khắp nơi từ vùng đồng bằng tới trung du miền núi. Ở cả ba miền Bắc, Trung và miền Nam đều có loài cây này. Theo kinh nghiệm dân gian, bộ phận dùng làm thuốc của cây rau mương đó là toàn cây gồm lá và thân cây. Có thể dùng cây tươi hoặc cây khô đều được. Tuy nhiên nếu lấy được cây tươi sẽ tốt hơn. Công dụng cách dùng cây rau mương theo dân gian. Theo đông y cây có vị ngọt nhẹ, tính mát, công dụng tiêu viêm giải độc, cầm tiêu chảy kiết lỵ. Ngoài ra cây còn có một số tác dụng khác như điều trị bệnh HP dạ dày. Dùng khoảng 50g đến 60g cây khô hoặc 100g cây tươi, sắc với khoảng 1,5 lít nước. Đun cạn lấy khoảng 800ml chia 3 lần uống trước bữa ăn khoảng 15 phút. Theo kinh nghiệm của Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long, người bệnh dạ dày chỉ cần kiên trì dùng khoảng 10 ngày là khỏi bệnh, điều trị mụn nhọt, lở ngứa ngoài da. Dùng cây tươi, giã nát đắp vào vùng da bị lở ngứa. Tác dụng tẩy run, dùng cây khô 100g hoặc cây tươi đun uống trước bữa ăn khoảng 20 phút. Cây rau mương từ góc nhìn y học hiện đại, với bệnh HP dạ dày. Các nhà nghiên cứu Đài Loan đã sàng lọc các loại thảo dược chống vi khuẩn Helicobacter pylori có nguồn gốc từ cây thuốc dân gian Đài Loan. Trong đó có cây rau mương Luisa octovavi, rác, 3, với bệnh ung thư. Ba chi tepen loại Oleanane mới đã được phân lập từ cây rau mương Luisa octovavi. Và cấu trúc của chúng đã được làm sáng tỏ bằng phương pháp quang phổ. Tất cả ba chi tepen mới cho thấy tác dụng đáng kể chống lại hai dòng tế bào khối u ở người. Đó là ung thư biểu mô tế bào miệng KB, ung thư biểu mô đại trực tràng HT29. Với bệnh tiểu đường, các nhà nghiên cứu Đài Loan mới đây đã xác định được rằng chiết xuất từ rau mương Luisa octovavi có tác dụng ổn định đường huyết và trí nhớ ở chuột mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu kết luận, rau mương là một trong những thảo dược tiềm năng trong sử dụng làm nguyên liệu để điều chế thuốc cho bệnh nhân tiểu đường. Những lưu ý. 1. Rau mương thường mọc nhiều ở các vùng đất ẩm, đất ngập nước ven kênh mương, kể cả những kênh mương có nguồn nước bị ô nhiễm. Các nghiên cứu của các chuyên gia nước ngoài mới đây chỉ ra rằng, người dùng có nguy cơ cao bị nhiễm độc thạch tín nếu dùng những cây rau mương mọc ở những vùng đất bị ô nhiễm. Bởi loài cây này có khả năng hấp thu các loại chất độc hại này ở những nguồn nước này. 2. Nhiễm khuẩn Helicobacter pylori có liên quan chặt chẽ với loét tá tràng và dạ dày. Dữ liệu dịch tễ học đã tiết lộ rằng tỷ lệ người bệnh nhiễm H. pylori có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày rất cao. Vì vậy, việc tìm ra hiệu quả điều trị bệnh HP dạ dày của cây rau mương có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư dạ dày cho người bệnh. 3. Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào về công dụng của cây rau mương. Tuy vậy, những kinh nghiệm điều trị HP dạ dày từ rau mương hay cây chè dây vẫn là một trong những giải pháp quý báu cho nhiều bệnh nhân hiện nay. Khi mà việc điều trị bằng phương pháp Tây y không có hiệu quả.
Cách dùng cây rau mương chữa đau dạ dày. Có thể sử dụng rau mương chữa dạ dày bằng nhiều cách khác nhau. Người bệnh có thể tham khảo một số cách áp dụng bài thuốc dưới đây. Uống nước rau mương tươi. Người bệnh có thể xay rau mương để lấy nước uống hàng ngày. Cách làm này giúp các hoạt chất nhanh chóng được hấp thu khi vào cơ thể, nhờ đó mà giảm nhanh các triệu chứng của bệnh đau dạ dày, cũng như ngăn ngừa bệnh tái phát. Để sử dụng bài thuốc này, cần chuẩn bị và thực hiện như sau. Nguyên liệu: cây rau mương tươi. Cách thực hiện: rau mương đem ngâm với nước muối loãng để sát khuẩn. Sau khoảng 15 phút vớt rau ra, rửa sạch lại với nước rồi để ráo. Cho rau mương vào cối xay nát cùng với một ít nước lọc. Vắt lấy phần nước cốt thu được, chia thành hai phần để sử dụng trong ngày. Kiên trì thực hiện đều đặn mỗi ngày để mang lại hiệu quả điều trị. Nước sắc rau mương. Bên cạnh cách làm xay lá rau mương để uống, người bệnh cũng có thể sắc nước từ loại dược liệu này. Cách thực hiện bài thuốc này khá đơn giản, người bệnh chỉ cần tiến hành như sau. Nguyên liệu: cây rau mương có hoa vàng tươi. Cách thực hiện: rau mương tươi đem rửa sạch với nước để loại bỏ bụi bẩn rồi vớt ra để ráo nước. Bắc chảo lên bếp đến khi nóng lên thì cho rau mương vào xào đến khi ngả màu vàng nâu. Cho rau mương đã sơ chế vào ấm cùng với lượng nước vừa phải và sắc trên lửa nhỏ. Sau khoảng 20 phút thì chắt lấy nước và chia thành nhiều phần để sử dụng trong ngày. Kiên trì áp dụng cách này đều đặn mỗi ngày sẽ có tác dụng đẩy lùi các triệu chứng khó chịu do đau dạ dày gây ra. Ngâm rượu. Người bệnh có thể ngâm rượu rau mương để sử dụng lâu dài. Dưới đây là cách áp dụng bài thuốc. Nguyên liệu: rau mương tươi, rượu 45 độ. Cách thực hiện: rau mương đem rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn rồi để cho ráo nước. Cắt rau mương thành từng khúc nhỏ, tráng sơ qua với rượu rồi cho vào bình thủy tinh. Đổ rượu vào cho ngập rau mương, đậy kín nắp và bảo quản nơi thoáng mát. Ngâm trong khoảng 15 ngày là lấy ra sử dụng. Mỗi lần lấy khoảng 15ml rượu để uống, ngày sử dụng khoảng 2 lần. Kiên trì thực hiện đều đặn mỗi ngày để mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất. Một số lưu ý khi sử dụng cây rau mương chữa đau dạ dày. Sử dụng rau mương chữa dạ dày là phương pháp dân gian được nhiều người áp dụng và lưu truyền cho đến ngày nay. Tuy nhiên, để áp dụng các bài thuốc từ dược liệu này một cách hiệu quả nhất, người bệnh cần tuân thủ một số lưu ý dưới đây. Trước khi sử dụng rau mương điều trị bệnh cần phải sơ chế sạch sẽ, ngâm qua nước muối loãng để sát khuẩn, tránh tình trạng vi khuẩn xâm nhập vào dạ dày khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Người bệnh phải kiên trì thực hiện đều đặn trong thời gian dài mới đem lại hiệu quả như mong muốn. Ngoài ra, hiệu quả phương pháp này mang lại còn phụ thuộc vào cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người. Sử dụng cây rau mương chữa đau dạ dày là phương pháp khá hiệu quả. Tuy nhiên, người bệnh vẫn nên tham khảo ý kiến chuyên gia về liều lượng và cách dùng để đảm bảo an toàn, tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên xây dựng cho bản thân chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để hỗ trợ điều trị bệnh một cách tốt nhất. Hạn chế thức khuya hoặc stress kéo dài, nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao giúp tăng cường quá trình lưu thông máu trong cơ thể, từ đó hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn. Mặc dù mang lại những hiệu quả nhất định, nhưng phương pháp sử dụng rau mương chữa dạ dày không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nên người bệnh vẫn cần phải sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, người bệnh cần thường xuyên đến bệnh viện để theo dõi mức độ bệnh để áp dụng cách điều trị cho phù hợp. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh. Những video về cây dược liệu mọc hoang chỉ là phần khám phá, tìm hiểu và giới thiệu đến mọi người. Khi các bạn muốn dùng chữa bệnh, nên tham khảo ý kiến các bác sĩ chuyên ngành y khoa dược liệu để được tư vấn về cách dùng và liều dùng. Chúc các bạn luôn có sức khỏe tốt nhất và bình an.